Hi, mến chào mọi người. Trong chuỗi những video mình quay về những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế đón chào lễ Phật Đản năm 2022, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một ngôi cổ tự mà không nhiều người biết đến ở Huế. Nhưng mà cái ngôi cổ tự này gắn liền với câu chuyện các chúa nguyện vào Nam để lập nghiệp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và tìm hiểu xem ngôi cổ tự này có điều gì đặc biệt nhé. Bắt đầu. Ghé thăm chùa Báo Quốc và chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa thơ tự từ thế kỷ thứ 17, lắng nghe những câu chuyện bí ẩn về giếng cấm, Hàm Long, vân vân sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời khi mọi người đặt chân tới mảnh đất cố đô Huế. Chùa Báo Quốc tọa lạc trên đôi Hàm Long, trên đất xưa gọi là làng Thụy Lôi, gần với xóm Lịch Đời, nay thì nằm ở đường Báo Quốc thuộc phương Đúc, thành phố Huế. Mọi người nhớ là đường thì tên là Báo Quốc, nhưng mà tên chùa là Báo Quốc nha. Từ chùa nhìn xuống hướng đông là đường Điện Biên Phủ dẫn lên Đà Nam Giao, và nhìn về hướng bắc là ga xe lửa. Chùa do Hoà Thượng Giác Phong, người Quảng Đông, Trung Quốc khai sơn vào thế kỷ thứ 17, vào thời kỳ của vua Lê Dụ Tông, và có tên là Hàm Long Tự. Đến năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát bán cho chùa Báo Quốc tấm biển sắc tử Báo Quốc Tự và ghi dòng chữ Quốc Vương Tư Tế Đạo Nhân Ngự Đề. Sáng đến thời Tây Sơn, chùa Báo Quốc bị chiếm dụng và làm nhà kho chứa diêm tiêu, nên chùa cũng bị hư hỏng nặng, rơi vào cảnh hoang phế. Mãi đến năm 1808, Hoàng hậu Hiểu Khương và vua Gia Long đã cho trùng tu, tái thiết lại ngôi chùa, xây cổng tam quan, đúc đại hồng chung nặng 826 cân, cao 1,4 m, đường kính 1,2 m, đổi tên chùa là Hàm Long Thiên Thọ Tự. Sau này vì lăng Gia Long có tên là Thiên Thọ Lăng, nên vua Minh Mạng đã đổi tên lại như cũ. Năm 1824 thì vua Minh Mạng cho trùng tu. Đến năm 1830 thì nhà vua đã tổ chức đại giới đàn tại chùa nhân lễ tứ tuần khánh thọ của mình. Đến năm 1858, do chùa hư hỏng nhiều nên vua Từ Đức và hoàng thái hậu Từ Dụ đã bán tiền trùng tu ngôi chánh điện và các công trình khác. Vào đời vua Từ Đức và đời vua Thanh Thái thì nhiều buổi lễ lớn cũng đã được tổ chức ở chùa. Khác với những ngôi cổ tự nổi tiếng ở Huế khác, thì ngôi cổ tự này lại đặc biệt là rất thanh tịnh và cũng ít du khách đến thăm, nên mọi người thấy cực kỳ là vắng vẻ luôn. Với bề dày lịch sử từ thời xa xưa cho đến ngày nay, chùa Báo Quốc vẫn được mọi người biết đến là chốn thanh tịnh, yên bình. Ngoài ra, chùa Báo Quốc không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm tu học quan trọng ở Huế. Ngày nay thì chùa Báo Quốc là nơi đặt trường trung cấp Phật học Huế. Về kiến trúc, chùa Báo Quốc có diện tích khuôn viên rộng khoảng 2 ha. Nhìn từ phía ngoài vào chùa là cổng tam quan có quy mô đồ sộ với vài chục bậc thang cao, còn lưu dấu thời gian qua nét rêu phong cổ kính có từ lâu đời. Chùa Báo Quốc được xây dựng theo kiểu chữ khẩu, với mặt trước là ngôi chánh điện. Phía sau ngôi chánh điện, hai bên có hai dãy nhà là nhà khách và tăng xá, sau cung là nhà hậu. Các dãy nhà khép kín tạo thành hình vuông, trông giống như chữ khẩu trong chữ Hán. Ngay sau cổng tam quan là khoảng sân rộng với những tán cây xanh rợp bóng, tạo cảm giác thư thái, thanh tịnh. Không gian ở giữa là vườn cây cảnh. Kiểu kiến trúc này đã tạo ra một không gian yên tĩnh, thoáng mát, có được ánh sáng lẫn hương vị hoa trái đến các dãy nhà. Hiện tại lúc mình đến thì chùa cũng đang trong quá trình trang trí cho đại lễ Phật Đản. Nếu như mọi người là một Phật tử hoặc là một du khách thích sự yên tĩnh cũng như tìm về những nơi mà cổ tự như thế này thì có thể tới đây. Đặc biệt là không gian đấy rất là mát mẻ, nhiều hoa, nhiều tiếng chim, cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Ngôi chánh điện của chùa được xây dựng theo lối kiến trúc trung lương trung thiêm, là một kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam, có 3 gian, 2 trái với những nét trang trí rất công phu. Ở các trụ cột, hai bên vách tường đều có hoa văn bằng mảnh xanh hay những hoa tiết hình rồng. Các tượng Phật được thờ trong chính điện đều được đặt trang nghiêm trong khung kính. Án giữa thì thờ tượng tám thế Phật, Đức Phật Thích Ca và hai tôn giả A Nan, Ca Diếp. Hai án thờ hai bên thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật Dược Sư. Hai gian trước tả hữu còn đặt chuông, trống, tránh hai vị Bồ Tát là Văn Thù và Phổ Hiền. Phía dưới là các bàn thờ khác. Ngay phía sau chánh điện là dáng thờ tổ cũng đẹp và trang nghiêm lắm mọi người. Trong khuôn viên chùa Báo Quốc còn có tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi mọi người, mình mới phát hiện ra một điều rất là đặc biệt. Trong khuôn viên phía sau lưng trụ tượng Quán Thế Âm có một cái khu vườn hoa hồng đang nở hoa cực kỳ là đẹp luôn. Phía sau chùa là khu tháp tổ, là khu tháp của Ngài Giác Phong, tổ khai sơn ngôi cổ tự này. Xung quanh chùa đều là các cây lâu năm với những tán lá rộng nên rất thoáng mát và yên tĩnh. Mùa này hoa ở trong vườn nở đẹp ơi là đẹp luôn mọi người. Có màu trắng của hoa sứ nè, màu đỏ hoa hồng nè, hoa giấy thì đủ màu sắc luôn, màu vàng vân vân. Chưa kể con đường đi vào khu tháp tổ với hai hang hoa phải nói là vừa mát vừa tuyệt đẹp luôn. Nên đến tham quan chiếm bãi lè mọi người ơi. Chỉ cần chú ý giúp mình là bận trang phục phù hợp và đi nhẹ nói khẽ nhé. Ngôi chùa này còn đặc biệt là gắn với một cái câu chuyện truyền thuyết lúc mà các chúa Nguyễn vào Nam lập nghiệp. Theo như câu chuyện kể lại, giếng Hàm Long ra đời gắn liền với việc hình thành và phát triển của nhà Nguyễn. Thời ấy, khi chúa Nguyễn vào Thuần Hóa, khai hoang bờ cõi, vùng đất này còn nhiều điều thần bí, hoang sơ và ít người qua lại. Một hôm, khi chúa Nguyễn vào phủ xuống Định Đô, ông nằm ngủ không yên vì có một con rồng lớn, hô mưa gọi gió, sóng gió vân vụ. Ông nhận thấy đấy là điều không tốt cho vận mệnh của quốc gia và cuộc sống của nhân dân nên đã sai người đi tìm hiểu. Một ngày nọ, có một ông thầy phong thủy tới diện kiến nhà vua và phán rằng ở trước mặt kinh thành có dãy núi thiêng và nhiều long mạch. Long mạch ở đó thân bí hơn nhiều so với các nơi khác, muôn hình vạn trạng, biến đổi không ngừng, lúc thì thuận, lúc thì nghịch, lúc to, lúc nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện. Ở đó hội tụ nguồn sinh khí thịnh vượng mà không nơi nào có được. Cần mời cao nhân về cúng bái để trấn yểm long mạch, chế ngự con rồng dữ. Nhận được cáo kiến, chúa Nguyễn liền mời thầy về để trấn yểm ở nhiều điểm, và quả nhiên con rồng đã không còn quấy phá, đời sống nhân dân lại trở nên yên bình. Chính vì vậy, ngọn núi nơi con rồng ẩn nấp được đặt tên là Bình An Sơn và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Có một câu chuyện khác là khi thiên sứ Giác Phong khát nước, bèn đào một cái giếng ở dưới chân núi. Lúc mới bắt đầu đào được 3 lát đất thì có mạch nước trong vắt phun lên tựa như miệng rồng. Dòng nước ấy ngó ngọt và mát lạnh, rửa mặt xong sẽ cảm thấy khoáng khoái, tràn đầy sinh lực. Sau này, nước giếng Hàm Long dùng để tiễn dân lên các chùa, người dân không ai được phép sử dụng. Do đó, giếng Hàm Long trở thành một diện cấm, diện thiên trong truyền thuyết. Nếu mọi người muốn vãng cảnh chùa để tìm kiếm cho tâm hồn mình chuộc thanh tịnh, bỏ lại sau lưng những bồn bề của cuộc sống, thì hãy một lần viếng thăm chùa Báo Quốc, ngôi cổ tự danh tiếng của kinh đô Huế xưa. Rồi, như vậy thì mình cùng mọi người, chúng ta đã cùng nhau tham quan, tìm hiểu về ngôi cổ tự có tên là Báo Quốc. Ngôi cổ tự rất đặc biệt, có gắn liền với những câu chuyện từ thời các chúa Nguyễn. Và đặc biệt hơn là không gian ở đây rất là yên tĩnh, rất là nhiều những cái tiếng chim, những cái cây hoa đẹp mà mọi người có thể tới đây để mà chiêm bái cũng như thanh tịnh trong lòng. Mình cũng xin dừng video tới đây. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.